bữa thường nó có cái bệnh là từ thú vật nó qua đó, là Việt Nam nó có rồi. Nhưng mà nhờ cái là mình đây mình gần với mấy chi vị, thì mỗi lần mình đặt bàn mình khấn thì nó có xảy ra, và đồng thời nó cũng sẽ giảm đi nhiều. Khi mà nhiều cái lực của những cái số đệ tử mà ở trên núi nè cùng nhau mà xin cha với xin cho Phật, thì Phật với cha ở đâu? Phật cha thì cũng hiện về ngay chỗ này trên sân này thôi. Rồi mấy vị nghe những cái lời mình tấu trình đó là mấy vị giảm xuống liền, cũng như là xóa đi. Ok, con xin thì không còn nữa, bớt lại. Bớt lại thì cơ vận đi trễ một chút, nghĩa là cộng sản không nắm quyền lâu một chút. Mỗi lần xin gì là nó ở lại chậm chút. Còn mình không xin gì hết, mình không khấn gì hết thì nó sẽ đi lẹ, nhưng mà nhân loại chết rất là nhiều. Mà kỳ không có muốn nhiều người chết, thà mình bữa giờ mình bị trễ gần 8-9 năm đó, cơ bản đó. Cũng có vụ khấn á. Cái gì mỗi lần con khấn là phải chịu bị chậm lại thôi. Chậm lại là mà chết chậm hơn. Chậm hơn thì tuy là ở Mỹ mình nghèo hơn hồi xưa, nhưng mình không có nổi mà đói khổ như Ukraine hay là Việt Nam trong lúc này. Còn Việt Nam á là mỗi lần Việt Thánh nó chậm lại, nhưng mà cái số lượng người chết nó không có nhiều như kiểu Ấn Độ hay Nam Dương chết hàng loạt